tuy không biết khi nào sẽ cưới nhau nhưng mà anh muốn em đeo cái này trước anh sợ nếu như không đeo cái này được cho em em sẽ chạy mất nên không thể chờ thêm được nếu như anh cũng trao cho em như vậy thì em đã không làm mất nó rồi Quá ra giám đốc can lại là một kẻ phục kích đối với đàn ông bọn anh mà nói anh là kẻ địch hết sức đáng nể đúng rồi anh điện thoại nè vậy anh có từng nghĩ tới chuyện sẽ nhận lại quà cưới gì chưa quà gì nữa mau hôn đi mau hôn <laughs> đi mau hôn <laughs> đi. đi mau đứng hôn đi hai đứa mà im đi hai đứa lại muốn chọc quê chị nữa hả Hãy subscribe cho 눈물이 멈출 것 같아서 혹시 그대 내게 온다면 내맘이 아물 것 같아서 아직 그대 등 뒤에 서서이는날못 봐요. 하지 못해 오늘도 혼자만 사랑해요. anh hy vọng lần này chị xu Quang sẽ tìm được bến đổ hạnh phúc đã có anh điện thoại tài giỏi hơn anh ở bên cạnh chị em rồi anh không cần lo đâu đúng vậy cũng may là nhờ có giám đốc can chinh hy nếu như anh đưa chị về nhà thì anh chở đa quan về nhà giúp tôi luôn vậy nha về chung đi tôi sẽ chở cậu về xuống bút đồng luôn ừ. không cần bây giờ tôi còn muốn ghé vô một chỗ nữa làm phiền anh chở đa quan về nhà giúp tôi anh muốn đi đâu hả bí mật mà trời ơi còn bí mật nữa mọi người đi đường cẩn thận nha được rồi cậu cũng đi đường cẩn thận anh lại muốn đi đâu nữa hả được rồi mình về thôi ừ đi thôi cho tôi xin lỗi <laughs> Cho tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Cho tôi xin lỗi Cho tôi xin lỗi Tôi xin lỗi <laughs> Anh Jin Hy nè Em còn phải đợi bao lâu nữa thì Mới có thể đem chiếc nhẫn này ra khoe với mọi người đi Sẽ không còn bao lâu đâu Có thì không anh Em thật sự mong ngày đó sẽ tới thật nhanh Hơn ngu à, à ha, ha. Ê da. con đợi lâu rồi đúng không con trai tại vì bữa nay á con của dì điều dưỡng bị bệnh cho nên bả xin phép về sớm ôi trời ơi nhức mỏi quá chừng đi à ôi trời cái gì đây ta ủa ai bỏ cái gì đây vậy hay là của thằng cơn ngu ô cha sắc mặt con trai mẹ dạo này hồng hào lên nhiều rồi đó nghe coi bộ tình hình của con tiến triển cũng tốt ha <laughs> Dạo này anh điện thoại hay tới lui lầu hai của nhà mình quá ta Thiệt là Sao còn gọi anh điện thoại hoài vậy Không thì gọi là gì Anh rể Con thấy gọi như vậy cũng ổn mà Nó sẽ làm cho con nhớ lại những chuyện từng xảy ra trong quá khứ Nếu không muốn bị gọi là anh điện thoại Thì mau tổ chức đám cưới đi Tới nhẫn cũng trao rồi mà Trao nhẫn luôn rồi à <laughs> Con sợ còn lâu mới tổ chức đám cưới được nên con mới trao nhẫn cho cổ trước con muốn xin sô quân đợi con thêm một thời gian nữa rồi tụi con mới tổ chức đám cưới ủa Sớt hơn sao vậy không lẽ bây giờ anh cảm thấy hối hận vì đã đến tìm em không phải anh sợ em đi ngủ rồi Chứ. ngủ gì giờ này không phải là phụ nữ mang thai rất thích ngủ hay sao anh nghe mọi người nói đặt đâu thì sẽ ngủ đó mà do lúc trước sửa phòng em bị mệt quá nên mới nói như vậy thôi <laughs> nhưng mà hồi nãy anh còn chưa nói rõ với em suốt cuộc anh đã gặp ai trước giờ anh luôn muốn tìm cách để quên nó đi nhưng không hiểu sao bỗng dưng anh lại nhớ tới người đó ai vậy bạn gái trước đây của anh hả một trong số sáu cô mà anh đã quen trong một <laughs> năm anh đã nói là chỉ dẫn chơi thôi mà người đó là đàn ông đàn ông là người đàn ông nào chuyện đó anh vốn đã quên rồi anh vốn không có tư cách để làm một người cha ảnh chính là người đã giúp cho anh hiểu ra chuyện này <laughs> anh đang nói chớ dẫn gì vậy Hồi nãy anh uống rượu hả? Rõ ràng không có mùi rượu mà. Thì từ nãy tới giờ, anh cũng đang tính đi đâu đó để uống rượu giải sầu nè. Vậy thì bây giờ hai chúng ta cùng đi uống được không? Không được. Em muốn con chúng ta biến thành sâu rượu hả? <laughs> bây giờ anh còn biết nói ra những lời như vậy chứng tỏ anh có tư cách làm người ba tốt. Bởi vậy cho nên, từ bây giờ trở đi anh đừng nghĩ tới người đó nữa. Anh phải nên quên ảnh đi. Cảm ơn em nha, Đa Quang anh là người rất may mắn vì đã gặp được em nhà em mà bây giờ anh mới có một cuộc sống hạnh phúc nếu không gặp được em thì không biết là bây giờ anh sẽ sống ra sao nữa đúng vậy vì mẹ con em anh phải mạnh mẽ hơn nữa từ giờ anh không được phép nản lòng vì những chuyện không đáng nữa buổi tối bác ăn không được bao nhiêu hết con cảm thấy hơi lo cho bác theo như những gì bác thấy thì thằng chin hy sẽ không chia tay với nhỏ đó đâu con à ngày hôm nay bác lỡ tay tát nó một bạc tay cũng đã lật tung bàn ghế nhà nó những chuyện mà từ trước tới giờ bác chưa từng làm qua bao giờ bác cũng đã làm hết nhưng mà hình như thằng chin hy đó vẫn không chịu đổi ý <laughs> Bác không cần phải ép ảnh nữa. Con thấy chỉ cần Han su Won đổi ý là được. Nói vậy là con còn cách khác hả? Bác sợ chuyện này sớm muộn gì cũng tới được tai của ba Jin Hee. Những chuyện sai lầm đã từng xảy ra trong quá khứ. Bác không muốn lặp lại nó thêm một lần nào nữa. Chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nếu như con có thể nắm giữ được trái tim của thằng Jin Hee thì tốt biết bao nhiêu. Có khi bây giờ chúng ta đang cùng nhau đi mua sắm rồi coi phim. Rất vui vẻ nữa. Nếu mà được như vậy thì tốt quá chừng. Bác đừng có nản lòng rồi bỏ cuộc nha bác ngài mà ảnh lên làm tổng giám đốc nhất định cũng sẽ là ngài mà chúng ta chính thức trở thành mẹ chồng nàng dâu cùng sát cánh bên ảnh đó bác nếu như chuyện này mà thành sự thật thì còn gì bằng nữa hả con nhưng mà nếu như sau khi con nhỏ đã ly dị hai đứa nó dắt nhau đi đăng ký kết hôn luôn thì bác với ba thằng chin hy còn làm được cái gì nữa chỉ còn cách chấp nhận thôi à... có thể không con <laughs> dạ con xin chào bác tôi đã tới tận công ty nhưng vẫn không cách nào gặp được con trai tôi cảm giác của cô khi ly dáng được mẹ con tôi là gì chắc cô vui dữ lắm vì làm được như vậy đúng không dạ con xin lỗi ba nếu như để ba của thằng chinh hy biết chuyện của cô han so quân và nó thì quan hệ của cha con nó sẽ lại giống như trước. Nếu có làm đám cưới thì cũng đừng có gọi chúng tôi. Tụi con. con sẽ không lấy lúc kết hôn đâu thưa bác. Nếu như hai bác không đồng ý thì tụi con sẽ không kết hôn. Vậy luôn. thì hai người đừng mong đến được với nhau. Ba của thằng Chin Hi tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hai người làm đám cưới đâu. Cô có thể tuân thủ lời hứa này không? Nếu như ba mẹ anh Chin Hi không đồng ý thì cô sẽ không làm đám cưới với anh. Nhưng tôi lại cảm thấy rằng Mình không có lý do gì để hứa hẹn với giám đốc y hơn Tôi nghĩ chắc là cô sẽ không bao giờ nuốt lời đâu Chứ vậy cũng tốt Tôi còn tưởng sau khi quyết định đi dị Thì tất cả chuyện này sẽ kết thúc Nhưng cô lại cho tôi nhiều thời gian như vậy Để làm ảnh hồi tâm chuyển ý Đúng là tốt thật Tôi thật sự không hiểu nổi Một người có trong tay tất cả mọi thứ như giám đốc y hơn Sao còn đòi sống đòi chết Nếu kéo người đàn ông không yêu mình chứ Cho dù tôi đã có tất cả Nhưng mà tính độc chiếm trong con người tôi lại hết sức mãnh liệt tôi cũng đành phải bó tay thôi. Nè mà Không phải bà nó sẽ mặc hăng móc trong ngày đưa xính lễ tới hay sao Cái này là cái gì Tôi cảm thấy nên bỏ đi cho đỡ rườm ra Bỏ qua nghi lễ sao cho dù bà có muốn bỏ qua nghi lễ gì thì cũng phải hỏi qua ý kiến của tôi mới đúng chứ. Không lẽ bà muốn bạn bè của tôi tới gặp mặt bà xui nghèo rất mồng tơi như bà sao? Cũng đúng. Tuy là chúng tôi không cảm thấy xấu hổ với cuộc sống như vậy, nhưng chúng tôi cũng không muốn khoe khoang cái gì bỏ được thì bỏ. Nè, nếu còn muốn bỏ qua cái gì thì nó hết một lần luôn đi. Quà cưới cũng bỏ qua luôn đi. Các người không cần chuẩn bị của hồi môn đâu. Vậy, lễ đường bà đã đặt xong hết chưa? không đặt lễ đường thì in thiệp cưới ra làm cái gì đây in thiệp cưới hình như trước giờ tôi chưa thấy chuyện đó bao giờ lẽ ra là tổ chức ở nhà nhưng tôi đã nói hoàn cảnh của gia đình bà cho người chủ trì hôn lễ này biết rồi vậy nên bà không cần phải nói nữa họ nói làm cái gì á thì bà cứ theo đó mà làm cũng đúng tôi nhỏ cưới gấp như vậy làm qua loa là được rồi làm qua loa bà không mất một xu khi gả con gái đi Lẽ ra bà nên cảm thấy biết ơn tôi mới đúng chứ. Được thôi. Cảm ơn bà nhiều nha. Bây giờ tôi rất bận phải về trước đây. Đây là buổi thương lượng cuối cùng của chúng ta. Hẹn gặp lại bà tại đám cưới. bà chị nè dạo này bà chị bị sao sao vậy mau nói cho tôi biết đi rút cuộc tôi làm gì sai vậy trời cậu thiệt tình không biết hay sao biết rồi thì cần gì phải hỏi trời ơi cậu cũng thiệt là tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa ê hey, ê hey, nè 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 đây là cháu gái của tôi wow. nói nó nói vậy cô, cô gái này ch ch chính là người cháu gái mà chú đã muốn giới thiệu cho tôi đó hả <laughs> Tất nhiên rồi tôi đưa ảnh cậu cho nó coi á nó lập tức bị thu hút bởi cơ bắp của cậu nó nói muốn gặp cậu liền vào tuần sau đó cơn buộ nói vậy cô ấy cô ấy không chỉ đẹp mà còn có mắt nhìn người nữa sao oh. <cười> <cười> Chắc là bà chị cũng thấy là cổ rất giống qua hậu Hàn Quốc đúng chưa? Nè, nếu nếu mà cậu tới căn Nam hả? Thì những người đi phẫu thuật cho khuôn mặt giống như vậy ở đầy đường luôn đó. Ờ, cô, cô nói nó phẫu thuật thẩm mỹ hả? Các bác sĩ đã nghiên cứu ra một phương pháp. Để mà sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thì đẹp không khác gì với tự nhiên. Trời ơi, thì cổ thẩm mỹ hay đẹp tự nhiên đâu có quan trọng bởi vì vị nữ thần như cổ để ý tới tôi á, thì đó chính là vinh hạnh rồi. Nói vậy là vẫn muốn đi gặp cổ hả? À bà chị à, đây sẽ là lần cuối cùng tôi hỏi ý kiến chị tôi có nên đi gặp người đẹp đó không vậy bà chị cậu à, gặp hay không liên quan gì tới tôi lẽ nào chị còn không biết lý do tại sao tôi hỏi như vậy hay sao cái đó làm sao mà tôi biết được oh, vậy là tôi hiểu rồi à, đó chính là cơ hội cuối cùng mà tôi dành cho chị nhưng mà chị là từ chối vậy thì bây giờ tôi cũng không dại dột gì mà không nhanh chóng đi kiếm một đôi vàng khiêu vũ mới hơn đây. này chú à cháu gái chú á ngày mai tôi muốn gặp cổ ngay lập tức chú hiểu không ờ à, à, tôi biết rồi biết rồi biết rồi được rồi ngày mai á cậu muốn đi gặp ma hay gặp quỷ gì tôi sẽ kể cậu tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ hẹn hò với một người ngu ngốc như cậu tuyệt đối không bao giờ à, không hẹn hò trời ơi ai muốn hẹn hò cùng chị chứ trời ơi cậu đúng là không có con mắt à cái gì mà không có mắt là sao Theo tôi thấy bà chủ chô sớm có tình cảm với cậu rồi Tại sao cậu vẫn còn do dự không quyết định vậy Chứ chú mới nói gì nghe lùng bùng vậy Bức ảnh cô gái đó tôi tải từ trên mạng xuống thôi Tại tôi muốn làm bà chủ chô nổi cưng ghen Để nghiên cứu tình tiết mới viết vào tuổi thuyết của tôi thôi mà ừ, Chú đang viết tiểu thuyết hả Trời đất ơi cậu còn làm gì nữa đuổi theo đi Coi chừng lát nữa cậu muốn đuổi cũng không đuổi kịp cổ đâu Nếu nói như vậy thì tuy ngoài miệng nói rất ghét tôi Nhưng mà thực ra thì chỉ thích tôi lắm đúng không Tính tính uh. uh. 점심시간에도 일해요? 오후 회의 시간까지 준비해야 될게 있어서요. 거기 참가할 거죠? 많이 고민해봤는데 그냥 맨땅에 헤딩하는 기분으로 해보려고요 좋은 레시피 만들어서 미국 진출할 시그룹 1호 레스토랑 네임메뉴 올리는 거 그게 회장님이 한손원씨하고 나한테 준 미션이고 잊지 말아요 꿈같은 일이지만 한번 해보죠 뭐 꿈이 정말 이루어지는지 시험도 해볼게요 그런 의미에서 우리 오늘 점심은 어디 근사한 데서 먹죠 아저 오늘 약속이 있어서 안 돼요 무슨 약속이요? 비밀이에요. 점심은 각자 해결하고 저녁 먹는 건 어때요? 나 삐칩니다. 점심 누구랑 먹는데요? 그게. 말안 해주니까 더 궁금하네. 샤 sau khi tôi đi gặp luật sư bên đó, có Nếu vào chống tiến hành hòa giải thì quyết định ly dị của tòa án sẽ có hiệu lực phải không? Đúng vậy. Thật ra thì pháp luật cũng do con người đặt ra mà thôi. Với lại hôn lễ cũng chưa được cử hành. Nhưng theo tôi được biết, trong suốt 5 năm trời ảnh hôn mê bất tỉnh, cô luôn chăm sóc cho gia đình của ảnh. Đi đâu mới tìm được một người như cô đây? Người phụ nữ như cô Han Su Won lẽ ra phải nhận được cuộc sống hạnh phúc hơn mới phải. Cô đừng tiếp tục sống như vậy nữa. Sau khi có kết quả hòa giải, thì tòa án sẽ lập tức gửi nó tới nhà cô trong vòng một tháng cô đem kết quả đó lên tòa án của quyện để giải quyết chuyện ly hôn chỉ cần anh hơn gu hay cô Sô quân một trong hai người đệ đơn ly hôn là được à, dạ à, đa quân hả chị nè hôm nay em với anh rất hơn đi thử váy cưới chị với anh điện thoại đi à. thử với tụi em đi hả 와, 여기 있는 것도 다 이쁘다. 이건 어때? 어, 이쁘네. <laughs> 이건? 벌써 한 스무 벌쯤은 본것 같은데, 그걸 다 입어 볼 거야? 응, 당연하지. <laughs> đau quá à, chị chị mau chọn giúp em coi bộ nào đẹp hơn nếu như muốn biết bộ nào đẹp hơn thì phải hỏi cậu sắc hơn mới được ừ thôi khỏi theo như em thấy thì bộ nào cũng đẹp hết á em thấy hay là để chị sơ quan với cổ đi chọn sẽ tốt hơn được không chị được rồi vậy chúng ta thử năm bộ trước nha nếu thử nhiều quá sẽ qua mắt đó thiệt là đẹp quá mà không hiểu sao khoe mắt em lại cay cây, cây. đẹp quá đẹp tới nỗi không thể nào diễn tả được em mặc thì tất nhiên phải đẹp rồi <cười> <cười> giám đốc Cang nè chúng tôi có đẹp đôi không tôi thấy khi hai người đứng cạnh nhau nhìn rất giống một bức tranh đa quân à hôm nay em đẹp lắm <laughs> bây giờ váy cưới cũng đã chọn xong rồi nhưng mà ba đã không còn vậy thì khi cưới ai sẽ dắt tay em vô lễ đường đi xin mời cô dâu chú rể tiến vào lễ đường cô dâu chú rể xin mời wow đẹp quá cô dâu đẹp quá wow wow đẹp lắm hai người thật là xứng đôi <laughs> 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 ha đẹp quá <laughs> đẹp quá chúc mừng chúc mừng rể cũng đẹp quá เด็ดมากแต่แบบน้ำคือว่าเด็ดโดยฮะ

dạ chị ơi chị ờ à, bây giờ à, chị chị mau tới bệnh viện coi thử đi chị tôi thấy cậu trang hơn ngu hình như có biểu hiện bất thường đó chị biểu hiện bất thường chết rồi à, à. Mình sao vậy có chuyện gì hả mẹ mình mình phải tới bệnh viện gấp con ơi con ngu con vô trỏng kêu con sâu con đi chung với mình đi bây giờ chúng ta đi trước đi biết rõ tình hình rồi gọi cho nó cũng được mà để cho nó giữ hết buổi lễ đi ờ à, ờ à, cũng đúng ha. 等，刚啊完。木，嘿。

啊哈。Uh huh. cho hỏi à, anh Billy, À, à lộn à, à, <laughs> là anh chồng của Han Soo Won cũng đúng nữa. À, bây giờ ảnh không còn là anh chồng nữa. À, cô Han Soo Won cô có thấy cơn buồn đâu không? À, hồi nãy tôi còn thấy ảnh trong lễ đường mà sao giờ không thấy nữa rồi. Nãy giờ tôi cũng không nhìn thấy mẹ chồng tôi. Trời ơi chạy đi đâu rồi ta? À, à, hai đứa tính đi đâu à, hưởng tuần trăng mật vậy? Châu Âu hả? Sóc Châu. Sóc Châu ơ trời vì thấy con cũng đâu có cần quản lý công ty sao không đi châu âu chơi một tháng rồi về tại vì nội con nói phụ nữ đang mang thai không nên ngồi lâu trước máy bay đó gì à quá ra mọi chuyện là như vậy <laughs> tụi con xin phép đi trước nha mẹ à, được rồi hai đứa đi đừng cẩn thận đó chị nè em thấy hay là chị với anh điện thoại cũng tới sốc chôn với bọn em luôn <laughs> thôi được rồi tuần trăng mặt của tụi em tụi chị kéo theo làm gì chúc hai em thường lộ bình an nha để chơi vui vẻ ha Tụi con đi nha <laughs> Bà thấy trong người không khỏe hay sao vậy bà xui? Tôi thấy nuốt không trôi mà thôi. Bà gả con gái cho nhà tôi không tốn một đồng bạc nào hết. Mà còn cảm thấy nuốt không trôi hả? Chăm sóc nó giúp tôi. Bây giờ tôi chỉ có thể và bà chăm sóc thật tốt cho con bé. Không phải là con gái tôi sống thoải mái thì con trai bà mới có được hạnh phúc sao? Được thôi. Vậy thì tôi sẽ cố gắng để thích con gái bà. mẹ ơi ờ à, à, người sống nhờ dưới lầu đi rồi phải không ừ, dạ con để ảnh chở mẹ ảnh về rồi phải rồi làm tốt lắm chúng ta phải mau chóng trở về chuẩn bị dọn hàng cho buổi tối thôi con à, tối nay còn bán cơm nữa hả mẹ mẹ mà không nghĩ sẽ trở thành triệu phú đó à. <laughs> về thôi con mau về công ty đi hôm nay mẹ muốn đi đâu chơi thì nói con biết nha con sẽ làm tài xế cho mẹ <laughs> thiệt tốt quá tôi với bác gái đã hẹn nhau cùng đi coi phim nè anh đi chung luôn nha nếu như mẹ có hẹn với giám đốc song y hơn thì để lần sau về đám cưới cũng đã kết thúc rồi mẹ tính khi đầu về mỹ con sẽ đặt vé máy bay cho mẹ lúc nào muốn về thì mẹ sẽ tự đặt con không cần lo đâu sau khi mẹ về mỹ con sẽ dẫn sô quân tới ra mắt ba mẹ con vẫn muốn làm theo ý mình sao nếu đã như vậy thì để cho nó giải quyết xong hết mọi chuyện với chồng cũ đi dù sao thì ba mẹ cũng sẽ không đồng ý cho hai đứa lấy nhau quyết định ly hôn của tòa án sẽ sớm có thôi chuyện đó là thiệt sao phải <laughs> Bác sĩ à, bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bệnh viêm phổi là tái phát hay sao? À, không phải như vậy đâu. À, trời ơi, cái... là cái gì tôi lo muốn chết hả? À? Tuy là phải đợi kết quả rồi mới có thể khẳng định, nhưng mà hình như cậu Trang Hương gu đã tỉnh lại rồi. Hả? 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 Trời Hương U à, Hương gu à, Còn con ơi, con nhìn thấy mẹ không con? Hả? H hên Gu à h Anh là kênh Gu nè h Hên Gu à h Có phải nó tỉnh rồi không bác sĩ Hình như là nó không nhận ra chúng tôi nữa rồi Cậu sang hơn Gu Nếu như cậu nghe tôi nói Thì cậu cử động ngón tay cho tôi biết có được không à, Trời ơi ờ, à, Trời mẹ ơi, ơi. Cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông trời. Ôi trời ơi.